người dưng bán đất nuôi trăm cụ già vô gia cư. Gần 15 năm qua, nhà của người phụ nữ này được người dân địa phương quen gọi là mái ấm cô Hồng, nơi dưỡng lão của hàng trăm người già vô gia cư cho đến khi họ chút hơi thở cuối cùng. Hiện tại, mái ấm đang nuôi 76 người, trong đó có 32 người bị tai biến chỉ nằm một chỗ. Mỗi cụ đến với mái ấm mang một câu chuyện riêng, nhưng có điểm chung là họ không còn bất cứ người thân nào để nương tựa. 15 năm lo chuyện bao đồng nên người dân ấp Rạch Bảy đã gần như quên hẳn bà Hồng cùng chồng từng làm nghề buôn bán xăng dầu cho những chiếc sáng cạp trên sông. Bà kể, thời gian còn đi buôn cùng chồng, bà gặp không ít hoàn cảnh, nhưng ám ảnh nhất là hình ảnh những cụ già gầy gò, run rẩy đi nhặt ve chai, bán vé số, trong khi đáng lẽ cuối đời họ phải được nghỉ ngơi, được con cháu chăm sóc và phụng dưỡng. Để nuôi các cụ, ban đầu bà Hồng dùng tiền cá nhân, nhưng khoản tiết kiệm của gia đình đã cạn từ lâu. 5 mẫu đất của vợ chồng bà cũng được bán dần, lấy tiền trang trải cho mái ấm. 5 năm nay, mái ấm của bà được nhiều người biết đến hơn, nên gạo hoặc tã giấy dùng cho các cụ bị liệt nằm một chỗ là hai thứ cần thiết nhất, cũng được nhiều mạnh thường quân hỗ trợ. Riêng bà Hồng, quanh năm vẫn chỉ mặc những bộ đồ bà ba nâu. Từ ngày đón các cụ già vô gia cư về nuôi, vợ chồng bà chưa có một chuyến du lịch hay ăn uống bên ngoài. Trước kia, thỉnh thoảng nhà có mua sầu riêng ăn sang một bữa, nhưng giờ thì thôi luôn, các cụ ăn gì thì mình ăn đó, bà chia sẻ. Không chỉ giúp đỡ người già neo đơn, mỗi dịp Tết, bà Hồng còn vận động quà từ mạnh thường quân để trao thêm cho người nghèo trong địa bàn xa. Các cụ ở mái ấm đều được địa phương hỗ trợ làm bảo hiểm, làm tạm trú, khi mất thì làm giấy báo tử. Tấm lòng của bà được mọi người vô cùng mến phục. Đúng là Bồ Tát giữa đời thường, cảm phục. Đâu cần quần áo đẹp, nhà xe sang trọng mới đẹp, vẻ đẹp tỏa ra từ tâm hồn mới là vẻ đẹp vĩnh cửu. Chúc cô chú luôn mạnh khỏe, bình an, chúc các cụ hạnh phúc nơi mái ấm này.